Thụ Loan, chùm giang hồ Kinh Bắc, nhắc đến Thụ Loan ở thôn Cổ Mễ, xã Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, giới giang hồ đất Kinh Bắc không lạ lẫm gì. Còn những người dân từng va chạm với anh ta thì khiếp đảm, quanh co chối tội, tên tuổi của Nguyễn Văn Hoàn, 49 tuổi, được ghi danh với chuỗi thành tích bất hảo gồm 6 tiền án. Tiền sự, dưới trướng lúc nào cũng có cả chục đàn em sẵn sàng đâm thuê, chém mướn, Hoàn còn được nể về độ chịu chơi vì có lần đi lễ, hắn mang theo cả một đĩa lễ vật đựng toàn ketamin, một dạng ma túy tổng hợp để cầu mong thần Phật phù hộ hắn mua may bán đắt loại hàng chết người này. Cảnh giác lúc nào trong người hoàn cũng kè kè vũ khí, không súng AK cũng là lựu đạn, kể cả chỉ đi từ nhà này sang nhà khác của mình, hoàn có ba ngôi nhà chỉ cách nhau vài trăm mét. Bởi vậy, để bắt được hoàn các trinh sát tốn không ít thời gian, công sức nhưng đấu tranh để làm rõ các hành vi phạm tội cũng gian nan không kém vì hắn luôn dở các trò trí phèo sẵn sàng đổ tội cho người khác kể cả đó là vợ mình. Theo cáo trạng, 21 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2012, Công an thành phố Bắc Ninh thi hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa về hành vi giữ người trái pháp luật và gây dối trật tự công cộng. Khám xét ba ngôi nhà của Hoàn tại khu cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, cơ quan điều tra đã thu giữ 6 khẩu súng các loại cùng lựu đạn, đao, kiếm và hàng trăm viên đạn. Đây cũng là nơi Hoàn cất giấu các loại vũ khí nóng, tàng trữ ma túy cũng như các dụng cụ dùng để dập thuốc lắc. Theo kết luận của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, tổng trọng lượng các chất ma túy là hơn 305 gram heroin, hơn 259 gram ketamin. hơn 1.224 gram ketamin trộn lẫn với phenobarbital, caffeine. Cơ quan điều tra cũng xác định tại ngôi nhà của Hoàn ở chân đồi cổ mễ có hai phòng nhạc để kinh doanh. Hoàn đã bán ma túy tổng hợp cho khách sử dụng tại chỗ, đồng thời, đây cũng là nơi Hoàn và đồng bọn đã đánh và giữ anh Hoàng Văn Hải trái phép vào đêm 3 tháng 5 năm 2012 để đòi khoản nợ 2,5 tỷ đồng. Trong suốt hai ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại cơ quan điều tra, Hoàn cứ chối tội leo lẻo, chùm giang hồ khẳng định mình không bán ma túy cho khách vào phòng nhạc. Mà phòng nhạc lớn do Sơn quản lý, phòng nhỏ đã cho Hường thuê, còn việc Hường thuần đáp, không ấn thuốc của các con nghiện như thế nào là việc của Hường. Hoàn không biết, khi vị chủ tọa hỏi, thế viện kiểm sát truy tố sai à, thì Hoàn đáp, không sai, nhưng cũng chẳng đúng. Trước đây, Hoàn và anh Hoàng Văn Hải, chú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, hùn vốn để kinh doanh, Hoàn đã góp cho anh Hải 2,5 tỷ đồng, nhưng nay hắn chán, muốn lấy lại vốn nên đã yêu cầu anh Hải trả lại ngay số tiền này, chưa thể thu xếp số tiền lớn. Anh Hải xin hoàn thời gian từ từ, và lại, theo anh Hải, không hoàn toàn là hoàn góp 2,5 tỷ đồng, mà hai bên có những khoản cần phải khấu trừ mới xác định rõ được số tiền của hoàn thực sự là bao nhiêu. Tuy nhiên, vốn nói có người nghe, đe có kẻ sợ, Hoàn không muốn đợi lâu, tối 3 tháng 5 năm 2012, Hoàn điện thoại cho anh Hải bảo đến ngay phòng nhạc của Hoàn nói chuyện. Khi anh Hải mở cửa vào phòng nhạc thì bên trong đã có khoảng 20, trong đó có Nguyễn Tiến Long, Hoàng Mai Trường cũng hầu tòa với Hoàn trong vụ án này. Thấy anh Hải đến, Hoàn đòi anh Hải phải trả 2,5 tỷ đồng, anh Hải hẹn mấy hôm sau sẽ trả nhưng Hoàn không đồng ý. Anh Hải đề nghị được đặt lại chiếc xe ô tô BMW X5, ngày hôm sau sẽ mang tiền đến trả cho Hoàn nhưng Hoàn cũng không đồng ý lấy xe. Mà Sai Long và Trường Chắn ở cửa không cho anh Hải về, một lúc sau Nguyễn Văn Hiếu gọi điện cho Vũ Văn Chiến, rồi Nguyễn Quang Ngọc. Đỗ Duy Lợi tiếp tục đến, cùng Hoàn gây sức ép với anh Hải, giữ Hải đến trưa hôm sau, Hoàn cùng đồng bọn dùng búa đinh đánh. Đấm anh này, chúng bắt anh Hải viết giấy nhận nợ 2,5 tỷ đồng, nếu không, sẽ được bỏ chứ không cần đi, biết chồng gặp nạn. Vợ anh Hải trình báo cơ quan công an và đến lúc này, anh Hải mới được thả về, vẫn lĩnh án tử, trả lời câu hỏi của vị chủ tọa, bị cáo có biết mình làm như thế là bắt giữ người trái pháp luật không, hoàn đáp, bị cáo không giữ người mà cũng không đánh, rồi tiếp úi rời nó còn đánh em, đánh cả bố em nữa ấy chứ, thế còn việc bị cáo đe dọa công an và một số người khác thì sao? Vị chủ tọa hỏi tiếp, hoàn trả lời, khi bị bắt, em hỏi anh công an là, sao mày bắt bố con tao, chứ có nói gì đâu, chủ tọa vặn lại, nhiều người chứng kiến còn thấy bị cáo đe dọa, tao sẽ tìm đến tận nhà chúng mày để hỏi thăm, thì sao, lúc này. Hoàn mới cúi đầu im lặng rồi thủng thẳng, em có làm gì đâu, nói chung cuộc đời cũng chán, bây giờ chưa đâu vào đâu con thì còn nhỏ mong tòa xem xét dù cơ quan điều tra thu giữ tại nhà hoàn hàng loạt vũ khí và ma túy các vật dụng để sản xuất chế biến ma túy tổng hợp nhưng hoàn vẫn rất hồn nhiên trình bày rằng hắn chả biết cơ quan điều tra thu giữ được gì vì lúc khám xét hắn không có ở nhà lúc sau được hỏi lại hoàn lại cho rằng những dụng cụ sản xuất ma túy tổng hợp nhiều dụng cụ khi bị thu giữ vẫn dính ketamin và các tiền chất khác dùng để chế biến ma túy tổng hợp là do đàn em của hắn mang đến nhà hắn cất giấu bị truy, đến cùng với những chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi, hoàn lại quay ngoắt ra đổ tội rằng nhà là do vợ và đệ tử quản lý. Hắn đi vắng suốt nên chẳng rõ, có lẽ hoàn vang danh không chỉ vì bản tính côn đồ, mà còn vì chuỗi thành tích vào tù ra tội dày đặc. Năm 17 tuổi, hoàn thụ án lần đầu với mức án một năm tù vì gây dối trật tự công cộng, 7 năm sau, hắn lại tái ngộ cha tam về hành vi cướp tài sản. Sau khi ra trại, Hoàn tiếp tục dính án về hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt hai tội danh trên. Hoàn bị tuyên án 8 năm 6 tháng tù giam, sau khi ra tù, trở về địa phương, hoàn hoạt động trầm lắng hơn, nhưng những vụ đòi nợ kiểu xã hội đen, bảo kê đình đám ở Bắc Ninh phần lớn đều dính dáng đến đàn em của Hoàn, vốn được hắn thu nạp từ khắp các tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và một số tay chân của hắn trước đây từng là bạn tù trong trại giam, xét hành vi của Hoàn đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Với nhiều tình tiết tăng nặng, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàn bản án tử hình về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 2 năm tù về tội giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt, Hoàn chịu án cao nhất là tử hình, 7 đàn em của Hoàn, lần lượt chịu các mức án tù giam khác nhau. Riêng Vũ Văn Chiến được hưởng án treo, người ta đồn rằng, uy lực của thụ loan rất lớn, hắn nuôi quân rất hậu hĩnh. Nhưng rèn bọn chúng cũng cũng rất nghiêm khắc nên chỉ cần hô một tiếng là đám đàn em thuộc diện đầu châu mặt ngựa phải tuân lệnh giam giáp trong các vụ thanh trừng các băng nhóm bảo kê nhà hàng quán bar hoàn không bao giờ ra mặt trực tiếp mà với vai trò đại ca thường đứng sau chỉ đạo đàn em thực hiện trong hai ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm khá nhiều đàn em của hoàn với dáng vẻ bậm trợn xăm trổ đầy mình đến theo dõi có lẽ bọn chúng cũng biết đây là phiên tòa quý với hoàn bởi với những hành vi như cáo trạng truy tố hoàn sẽ khó thoát án tử từ... cảm ơn bạn đã lắng nghe chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ hãy bấm nút like và để lại bình luận phía bên dưới của video đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất